tại Trung tâm Cúm Quốc gia thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Một tháng trở lại đây, các mẫu bệnh phẩm gửi về trung tâm để làm xét nghiệm tăng gấp nhiều lần so với các tháng trước. Kết quả phân tích các mẫu bệnh phẩm của 5 tháng đầu năm 2013 cho thấy cúm AH1N1 chủng 2009 tăng đột biến, chiếm 50%. Trong khi đó, năm 2012, số mẫu bệnh phẩm dương tính với chủng cúm này gần như bằng không. Chẩn đoán bằng phương pháp sinh học phân tử thì hiện tại trên thế giới và cả Việt Nam đều sử dụng cái phương pháp này để xét nghiệm chẩn đoán, vì đây là một cái phương pháp nó có độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao, cho được cái kết quả chính xác trong thời gian ngắn nhất. Cũng theo khẳng định của đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, thì hiện nay loại cúm đại dịch H1N1 chưa biến chủng, nhưng nó vẫn gây ra các ca cúm nặng dẫn đến tử vong. Đặc biệt nước ta, cúm AH1N1 hiện nay còn khá mới, phải mất vài năm nữa nó mới trở thành bệnh cúm thông thường. 5 tháng đầu năm ở Việt Nam là thông báo khoảng nửa triệu người mắc bệnh cúm. Và như vậy có tỷ lệ nhất định mắc bệnh nặng và tử vong. Và giờ phút này thì thông báo dưới 10 trường hợp tử vong do cúm, mà cúm H1N1 này cũng là thông thường vì nó diễn biến trong bối cảnh của các cái cúm nặng, cúm mùa nặng gây tử vong. Hiện ở Việt Nam chỉ có các đơn vị như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và một vài bệnh viện tuyến cuối khác mới có khả năng xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm AH1N1. Trên thực tế, việc lấy mẫu bệnh phẩm với bệnh nhân cúm chỉ được thực hiện bởi các trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện, tuyến tỉnh và các bệnh viện tuyến trung ương. Nhập viện quá muộn cũng chính là lý do dẫn đến các ca tử vong vì H1N1 liên tiếp trong thời gian vừa qua. Cúm mà lại sốt quá cao thì trên 39 độ, rồi mệt mỏi quá nhiều, không muốn ăn uống gì, rồi tức ngực, khó thở, hoặc là huyết áp hạ, hoặc là lú lẫn rối loạn tinh thần, hoặc trẻ em không chịu chơi, thì cái nhóm ấy là cái nhóm bệnh nhân cúm nhưng có thể diễn biến thành nặng. Không giống như các loại cúm gia cầm, cúm AH1N1 có khả năng lây nhanh từ người sang người. Vậy nên, với mỗi người, một trong những yếu tố quan trọng để nghi ngờ có bị nhiễm virus H1N1 hay không chính là có lưu trú ở trong vùng dịch hay không, hoặc có tiếp xúc với người mà sau đó được xác định là mang bệnh cúm AH1N1 hay không. Với những máy móc thiết bị hiện đại được tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản và một số tổ chức của Hoa Kỳ, thì hiện nay các trung tâm cúm quốc gia của chúng ta hoàn toàn có khả năng xét nghiệm và chẩn đoán các mẫu bệnh phẩm dương tính với H1N1 gây đại dịch năm 2009. Tuy nhiên, cái việc mà người bệnh có được phát hiện và điều trị sớm hay không còn phụ thuộc vào chính cái sự cảnh giác của người bệnh cũng như là cái sự nhanh nhạy của những bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân.